the bold. Sẽ khiến bạn mạnh dạn. It gives you the boldness. Nó làm cho bạn mạnh dạn. To be free. Được tự do. You know, do you know, fearful people, insecure people can go in bondage very quickly. Những người lo sợ, những người mà thấy không an toàn ấy, nó rất là nhanh rơi lại trong sự nô lệ. But the person who is bold, nhưng mà người mà mạnh bạo ấy, who is fearless, người mà không biết sợ ấy, who is confident, người mà có một sự tin tưởng chắc chắn ấy, they can never go in bondage. Thì người đó không có rơi, không dễ rơi vào, không bị rơi vào sự nô lệ. No matter where you are, cho gì dù bất kỳ điều gì you xảy know, ra. You know, even you know, I have experienced this in my life. Tôi có kinh nghiệm điều đó trong ngay trong đời sống của tôi. You know, I traveled all over the world. Bởi vì khi mà tôi đi công tác khắp nơi trên thế giới. People would say, mọi người nói, oh, don't go to that street. Đừng có đến cái con đường đấy. Don't go into that part of the city. Đừng có đến cái chỗ khu vực thành phố đấy. Because you will be robbed. Đến đó là bị chấn lột đấy. Or you probably will be shot. Hay là có thể bị bắn chết. You probably will be kidnapped. Hay là có thể bị bắt cóc. You know what? I'm not doing it purposely. I'm not doing it, you know, to do it. Tôi không phải là cố tình làm. But I do not want them to control me. Nhưng mà tôi không muốn cho họ kiểm soát tôi. Because I am not afraid of them. Bởi vì tôi không có sợ những cái đó. Hallelujah. Hallelujah. Because I know who I am. Bởi vì tôi biết tôi là ai. So even if I have to go through some dangerous situation. Cho nên dù cho khi mà tôi có phải đi qua một số tình huống nguy hiểm như thế nào. I'm going to go. Thì cứ đi. For example, if someone tells me that is dangerous place. Nếu như ai đó nói với tôi đây là cái chỗ đó nguy hiểm đấy. And if I go like. Tôi đi bắt đầu phải. Do you know what will happen? Các bạn biết là khi mà thấy cái dáng như vậy thì cái gì xảy ra? There is someone who's going to take me and rip me and take everything from me. Đi bộ dạng như vậy thì có ai đó sẵn sàng mà đến cướp và chấn lột rồi. But you know what? If I'm going to walk like this. Nhưng mà tôi cứ đi mạnh bạo như này. You know, they may look at me but they cannot touch me. Thì họ có thể nhìn nhưng mà họ không có đụng vào tôi được. You know why? Các bạn biết tại sao? That man has the confidence. Bởi vì thấy người này là coi bộ chắc chắn. That man has the boldness. Người này gọi là ngang nhiên. He has something that we cannot touch him. Là người, ở trong người này có một cái điều gì mà đừng có đụng vào nó. Đừng có đụng vào ông. It's the same way also in the spiritual world. Cũng bằng cách đó thì ở trong cái thế giới thuộc linh cũng giống như vậy. Because see if you're fearful. Bởi vì ấy, nếu bạn cứ sợ ấy, if you're timid, nếu mà bạn cứ nhút nhát ấy, if you're insecure, và thấy cái gì mà cũng cảm thấy không an toàn, it is like a food to the devil. Thì đấy là đồ ăn cho ma quỷ. You know, like you put a cheese for to catch the rat. Giống như là một chút format ấy để mà bẫy chuột. Devil can smell fear. Hay là lạc rang. Và nó ngửi thơm lắm, mùi nó ngửi and thơm. And he comes. Huh? And he comes. Và nó đến. Even the animals, they know the fear. Animals know. Về. Animals, they know. Tức là những cái con thú đấy là nó biết. Nó ngửi rất là tính. See, if the animals, they know you are afraid. Và nếu mà nó kẻ thù mà nó biết mà bạn mà sợ rồi ấy, they take advantage of you. Là nó tấn tới, nó cứ lấn tới. Even the dog. Thậm chí cả chó nữa cơ. You know, we have a Pomeranian dog, very little dog. Chúng tôi có một cái giống chó cảnh rất là đẹp. You know, but there's a boy comes. Và có một cậu bé đến. And he comes, hoo, hoo. Nó đến và nó. You know, our dog. Thì cái chó của chúng tôi làm gì? Doesn't do any harm to anybody. Nó thật ra nó không hung dữ gì. Because this boy is afraid.
Nhưng mà bởi vì đứa bé nó sợ, cậu bé sợ. Nó bắt đầu ấy là nó nhào tới nhưng trước nó rất là hiền. And we say to him. Và chúng tôi nói với cậu bé rằng Jack. His name is Jack. Jack, be quiet. It's not going to do anything. Cứ yên đi con, yên đi, nó không làm gì đâu. See what happened? Jack has a fear of dogs. Và vì sao ông cậu Jack này sợ chó? And he's thinking this armless dog will unarm him. Và nó nghĩ rằng cái con chó này nó sẽ cắn nó. See, that is what the devil does. Và đó là cái kiểu mà ma quỷ nó sẽ you làm. Know, when we are afraid, nếu mà chúng ta cứ sợ, he takes advantage of us. Thì nó sẽ lấn tới. The Bible says, Kinh Thánh nói, God has not given us the spirit of fear. Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta linh của sợ hãi. But he has given us power. Nhưng ban cho chúng ta quyền năng. He has given us love. Tình yêu. He has given us a sound mind. Và một tâm trí. Remember, I told you earlier. Và như tôi nói với anh chị em trước đây. About the love of God. Về tình yêu của Đức Chúa Trời. So God has given you the love. Và Chúa ngài ban tình yêu cho chúng ta. He has given you the power of the Holy Spirit. Ngài ban cho chúng ta quyền năng của Đức Thánh Linh. He has given you the sound mind. We have the mind of Christ. Ngài ban cho chúng ta một tâm trí sáng suốt và có tâm trí của Đấng Christ. We can think like God. We chúng ta có thể speak like God. Suy nghĩ giống như Chúa được và nói như and Chúa we được. Act like God. Và chúng ta được hành động giống như Chúa. Because được. God wants you and me to be like Him on the earth. Bởi vì Đức Chúa Trời ngài muốn bạn và tôi trở nên giống như ngài ngay ở dưới đất này. I'm going to finish with 1 minute. Và tôi muốn kết thúc đây với 1 phút. God made Adam as a god of this world. Đức Chúa Trời, Adam as god of this world. Yeah. Đức Chúa Trời đã làm cho Adam giống như thần giống như Chúa của thế gian này. Because God created Adam just like him. Bởi vì Đức Chúa Trời ngài tạo dựng Adam giống như hình ảnh của ngài. But Adam disobeyed God. Nhưng mà Adam đã không vâng lời Đức Chúa Trời. He became a slave. Và ông đã trở nên nô lệ. And now who became the god of this world? Và Satan became the god of this world. Và bây giờ thì ai đã trở nên là chúa của thế gian này? Đó là Satan đã trở thành chúa của thế gian này. But now through Jesus Christ. Nhưng bây giờ qua Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Hallelujah. He obeyed God. Ngài vâng lời Chúa. And he defeated the devil. Và đã chiến thắng ma quỷ. And he given you. Và ngài ban cho bạn to reign and rule in this life, in this world, in this earth. Sống và cai trị trong cái thế giới, trong đời sống này ngay ở dưới đất này. Just like Adam would have done it before the fall. Giống như Adam trước khi phạm tội mà ông đã bước đi. Because God restored us back. Và bởi vì Đức Chúa Trời ngài khôi phục trở lại cái đó. Hallelujah. Hallelujah. So you are no longer in bondage. Cho nên bạn không còn ở trong nô lệ nữa. You are the free sons and daughters of the Most High God. Bạn là những con trai con gái của Đấng Chí Cao. Amen. Amen. Let's all stand together. Chúng ta cùng đứng lên. Praise the name of Jesus. Hallelujah. 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 Father, we thank and we praise you. Cho con ca ngợi và cảm ơn ngài. For this wonderful opportunity. Cho cơ hội đặc biệt này. That we can come together here to worship and to praise you. Để chúng con có thể đến mà nghe ca ngợi. And to hear your word. Và để nghe lời ngài. Lord, I simply obeyed you and gave what you gave to me. Chúa chúng con, con đã ban ra điều gì mà ngài ban cho con. And Lord, your word will never come back empty. Chúa lời ngài sẽ không trở về một cách vô ích. It will accomplish for the purpose that you send unto. Nhưng sẽ hoàn thành mọi ý định mà ngài đã sai đi. Lord, I thank you that everyone who are here. Chúa con cầu nguyện cho mỗi một người có mặt ở đây. They are not hearers of the word only, they are the doers of it. Để không phải chỉ là nghe lời ngài mà còn trở nên người làm theo lời ngài. Lord, they will not go back into the same old bondage of lifestyle. Chúa và để cho họ không có trở lại trong cái đời sống nô lệ bị trói buộc giống như trước nữa. They will live in the freedom that Jesus has brought us into. Mà sống ở trong sự tự do mà Chúa Jesus Christ ngài đã đem họ bước tới đó. And they will be led by your spirit in their life. Và họ được Thánh Linh của Chúa dẫn dắt trong đời sống của họ. And they go from continually glory to glory. Và để họ có thể bước đi tiếp tục trong sự vinh hiển đến vinh hiển. They go from faith to faith. Đi từ đức tin đến đức tin. They go from victory to victory. Đi từ chiến thắng đến chiến thắng. Lord, the days are getting brighter and brighter. Và Chúa những ngày của họ càng ngày càng được sáng dần Lord, hơn. They will be a living testimony here on the earth
for your glory. Và Chúa ơi, để cho họ được trở thành những bằng chứng sống cho ở dưới đất này cho Ngài và cho sự vinh hiển của Ngài. We thank you, Lord, for all that you're doing and all that you're going to do. Chúa con cảm ơn Chúa những điều mà Ngài đang làm và Ngài cũng sẽ làm. In Jesus' precious name. Trong danh quý giá của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. While every heart bow, every eye closed. Trong khi mỗi đầu đang cúi xuống và mắt nhắm lại. If you are here. Nếu bạn ở đây. You say. Và bạn nói rằng. Preacher. Thưa mục sư. I'm not living right. Tôi sống không được công bình. I'm not doing right. Tôi cũng làm không đúng. I'm not serving God. Tôi không có phục vụ Chúa. I have no peace with God. Tôi không có sự hòa bình với Chúa. I'm no more. I'm not free. Tôi không được tự do. I never accepted Jesus as my Savior and Lord. Tôi chưa từng một lần nào tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa và cứu Chúa của mình. But I heard you preach. Nhưng mà khi mà nghe lời giảng, Jesus came to set me free. Chúa Giêsu đã đến để giải phóng tôi. I want to be free. Được tự do, tôi muốn được tự do. I don't want to be no longer in bondage and be slave to the things of this world. Tôi không còn muốn ở trong sự nô lệ nữa. I want to be free. Tôi được muốn được tự do. I need prayer. Tôi cần sự cầu nguyện. I want to accept Jesus in my life. Tôi muốn tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong đời. If you're that person, nếu bạn là người đó, I want to pray for you. Thì tôi muốn được cầu nguyện cho bạn. If you want to accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord, nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, lift your hands right, muốn mời Chúa Giêsu vào trong đời sống mình thì bạn có thể giơ cao tay tại nơi if you never accepted Jesus, nếu bạn chưa một lần nào tiếp nhận Chúa Giêsu, xin hãy giơ cao tay. And now you want to accept him. Và bạn muốn tiếp nhận Chúa Giêsu, xin hãy giơ tay. Lift your hands right there where you are. Có ai? Hi. Hãy giơ cao lên, nếu mà có ai đó thì hãy giơ cao lên. Is brother you are lifting your hands? Đấy, có người anh em. Is he lifting his hands? Dạ. Yeah. Có thể ai giúp? Hallelujah. Lift. Amen. Yeah, you want to accept Jesus? He's from Hanover. Okay, he's from yeah. Hallelujah. Praise God. Okay, everyone here. Cảm ơn Chúa, có ai chưa tiếp nhận Chúa Giêsu và muốn xin giơ cao tay cho biết. You know, if you want to know more about Jesus. Và nếu mà bạn in case if you've never accepted Jesus. Mà chưa một lần nào tiếp nhận Chúa Giêsu, có thể giơ cao tay. You know, you can come and talk to the leaders here. Yeah. Thì người đấy có thể mà is it someone nói, there? Có ai không? Hallelujah. Hallelujah. You know, don't be ashamed, just lift it because chúng ta we đừng, love you. Đừng ngại ngùng, bạn có thể giơ tay lên. Can I see one more time? Có thể có thể thấy được một lần nữa không? If you want to receive Jesus, lift your hands. Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Jesus Christ, bạn có thể giơ cao tay lên. I'm going to pray for you. Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn. Because you know, we can wait here as long as we want to wait because you are very, very important. Chúng ta có thể đợi bởi vì bạn rất rất là quan trọng. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Praise God. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Okay. Hallelujah. God bless you. Chúa ban phước cho bạn. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Give the Lord, give Jesus a hand of praise. Chúng ta hãy vỗ tay cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa.